Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, thông tin UAV mới nhất Okhonid của Nga thực hiện chuyến bay chung đầu tiên với chiến đấu cơ Su-57 đã khiến truyền thông và độc giả phương Tây xôn xao. Vừa qua, máy bay không người lái UAV mới nhất Sukhoi S-70 Okhonid đã thực hiện chuyến bay chung đầu tiên với máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57. Người đại diện cơ quan báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã cho biết vào hôm 27 tháng 9 vừa qua, máy bay không người lái mới nhất của quân đội Nga Okhonid đã thực hiện chuyến bay chung đầu tiên với máy bay tối tân Su-57. Trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm đang diễn ra, UAV Okhonid đã hoàn thành chuyến bay tự động với cấu hình hoàn chỉnh và có khả năng tiếp cận vào khu vực thực thi nhiệm vụ, thông báo nêu rõ. Trong chuyến bay kéo dài hơn 30 phút, sự tương tác giữa UAV Okhonid và Su-57 đã được thực hiện để mở rộng trường radar của máy bay chiến đấu và xác định mục tiêu sử dụng vũ khí hàng không tầm xa mà không cần Su-57 phải tiến vào khu vực phòng không của đối phương. Phương tiện truyền thông phương Tây, trong đó có cả những tờ báo có uy tín như là tờ The Wall Journal của Mỹ và tờ The Daily Mail của Anh, đã viết và tung ra những hình ảnh, video về chuyến bay chung đầu tiên của UAV Okhonid với máy bay chiến đấu cơ Sukhoi Su-57. Bài viết trên những tờ báo này đã nhận được phản ứng tích cực từ ý kiến của các độc giả phương Tây. Đa phần đó là những bình luận đánh giá cao về khả năng công nghệ quân sự của Nga trong bối cảnh ngân sách quốc phòng eo hẹp khi so sánh với chi tiêu quân sự khổng lồ của phương Tây. Nhiều bình luận ghi nhận sự tiến bộ của công nghệ Nga trong việc sản xuất thiết bị quân sự hiện đại, đánh giá cao sự ra đời của các sản phẩm mới, trong đó có nhiều loại phương Tây chưa từng có. Ngoài ra, một số nhà bình luận chỉ ra rằng Nga đang sử dụng tài nguyên sẵn có một cách khôn ngoan, trong khi chi tiêu ít tiền cho quân sự hơn so với các quốc gia phương Tây. Chưa kể đến việc toàn bộ Liên minh châu Âu chưa thể chế tạo các thiết bị quân sự cần thiết, thế mà Nga, nước có cả GDP, vẫn chi phí quốc phòng đều thấp hơn so với chỉ một quốc gia là Anh, trong hầu hết các lĩnh vực, lại có thể sản xuất vũ khí vượt trội hơn so với chúng ta. Chúng ta hết kỹ sư rồi hay sao? Độc giả Ersit thắc mắc. Người dùng cho biết, Nga đang sở hữu những công nghệ rất tốt. Trong khi đó, một người dùng khác thì bình luận rằng, điều ấn tượng là máy bay chiến đấu không người lái tiên tiến và nổi tiếng nhất hiện nay lại là của Nga, chứ không phải là của Mỹ hay là châu Âu. Tôi biết rằng đây rất có thể là đối thủ của chúng tôi. Và không có máy bay nào được ra mắt sẽ vượt qua bài kiểm tra khả năng tàng hình của Mỹ. Và có lẽ những máy bay Nga sẽ không được sản xuất với số lượng lớn đến mức gây lo ngại. Nhưng đây quả thực là một chiếc máy bay rất đẹp và là một UAV mạnh mẽ. Độc giả của Bill Frost đã nhận xét như thế. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.